Xin kính chào quý vị gia chủ đang theo dõi Phong Thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên xin gửi tới quý vị gia chủ lời kính chúc sức khỏe, tài lộc và bình an. Ngày hôm nay Phong Thủy Gia Cát sẽ luận đoán tử vi trọn đời tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972 nữ mạng. Bản mệnh đang ở giai đoạn 4 của vận trình đời người. Ngũ thập nhi chi thiên mệnh, đã đủ ngẫm và thấu hiểu mọi sự nhân sinh trên đời và không còn quá toan tính thiệt hơn. Sau đây Phong Thủy Gia Cát sẽ chỉ ra những diễn biến cuộc đời quý bản mệnh từ tiền vận đến trung vận và hậu vận. Hãy xem để có sự chiêm nghiệm cho bản thân và sống thật an nhiên nửa đời còn lại quý vị nhé. Gia chủ nữ mạng Nhâm Tý sinh năm 1972 có cung mệnh thuộc cung trấn, mạng tăng đố mộc, cây dâu, xương con chuột, tướng tinh con beo, bà cửu thiên huyền nữ độ mạng. Chúng ta hãy cùng chiêm nghiệm tử vi trọn đời nữ mạng Nhâm Tý sinh năm 1972 thông qua bài thơ sau. Nhâm Tý cung trấn số này, tăng đố mạng mộc, cây tầm, trồng dâu. Sinh ra lỗi số mùa thu, mùa hạ cũng chẳng có mưu trước gì, bởi sinh lỗi số cực thân, sáng lo chạy gạo, bước chân không ngừng. Đông xuân thì đặng thuận mùa, làm ăn có của, chẳng thua bạn bè. Nhưng mà duyên lỡ buổi đầu, nhiều chỗ đi nói khẩn cầu không nghe. Bởi số Nhâm Tý cứng đầu, ai mà nói khích chẳng cầu chẳng ưa, chịu người ngọt dịu đầu môi, bởi thế phải khổ lôi thôi nhiều lần. Nhưng người sáng trí thông minh, ai mưu tính kế thì nàng biết ngay, số cô nhờ có quý nhân, tu nhân tích đức, thánh thần đỡ cho. Tổng quan, phụ nữ tuổi Nhâm Tý xinh đẹp, tài giỏi, hiểu biết, cuộc sống tuy có nhiều lo nghĩ nhưng tóm lại khá đầy đủ, hạnh phúc và an nhàn. Nữ Nhâm Tý sống thân thiện và chan hòa, lại hiểu biết được cho nên rất nhiều người kính trọng. Cả cuộc đời nữ Nhâm Tý phải trải qua nhiều thăng trầm, lúc lên lúc xuống, hay phải lo lắng suy nghĩ về vấn đề tiền bạc. Tuy nhiên khi về già, họ lại rất có vận may về con cái. Sau hôn nhân, cuộc sống vật chất và tinh thần được cải thiện lên rất nhiều. Tổng kết, nữ tuổi Nhâm Tý trong cuộc sống có nhiều điều suy nghĩ, tâm trí vất vả. Sau kết hôn, vận may mạnh mẽ, con cháu thành đạt. Nữ tuổi Tý hưởng thọ từ 70 đến 82 tuổi. Nếu ăn ở phúc đức, tu tâm dưỡng tính thì sẽ được gia tăng niên kỷ. Để tăng cường phước báo, gia trì công đức cho bản mệnh, được thọ trường an khang. Phong Thủy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ Nhâm Tý sinh năm 1972 nên thỉnh về mình pháp khí của nhà Phật, Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là pháp khí chiêu tài nạp phúc hàng đầu của nhà Phật, được chế tác từ bạc S999. Mặt trước chính là biểu tượng của Bát Bảo nhà Phật, mặt sau khắc chú Bát Nhã Tâm Kinh. Khi mang theo vật phẩm này bên mình, sẽ được thần Phật che chở độ mạng, giúp cho mọi việc suôn sẻ thuận buồm, tài lộc ngày càng vượng tiến. Hơn nữa, vật phẩm cũng được khai quang trì chú và xem ngày sử dụng trước khi đến tay của gia chủ, nên sẽ phát huy công năng tối đa tốt nhất, giúp sở cầu mong muốn của gia chủ ứng nghiệm thành công. Tình duyên, tùy vào tháng sinh mà vận mệnh nữ tuổi Nhâm Tý được chia làm 3 trường hợp sau. Sinh vào các tháng 3, 7 và 12 âm lịch, tình duyên phụ nữ tuổi Nhâm Tý gập ghềnh trắc trở, trải qua nhiều sóng gió thì mới có được hạnh phúc. Sau kết hôn, cuộc sống gia đình tuy không quá giàu sang nhưng rất hạnh phúc về mặt tình cảm. Sinh ra vào các tháng 4, 5, 8 và 11 âm lịch, tình duyên phụ nữ tuổi Nhâm Tý trải qua nhiều buồn phiền, tuy nhiên sau kết hôn cuộc sống hôn nhân mỹ mãn, con cái ngoan hiền. Sinh vào các tháng 1, 2, 9 và 10 âm lịch cho thấy rằng phụ nữ Nhâm Tý có rất nhiều vận may về hôn nhân, sau kết hôn không chỉ đem lại nhiều niềm vui, may mắn mà còn thu hút được tài lộc. Gia đạo công danh. Gia đạo, cuộc sống trong gia đình ban đầu có nhiều tranh cãi bất hòa, dẫn tới không khí trong gia đình luôn rất nghiêm trọng và không thoải mái. Nhưng vấn đề này rất nhanh sẽ được giải quyết và cải thiện. Bước sang tuổi trung niên, con cái khôn lớn thành đạt, cuộc sống dễ chịu, an nhàn hơn thì tình cảm gia đình cũng như có rất nhiều những chuyển biến tốt đẹp. Công danh, Nhâm Tý thích một cuộc sống bình yên và phẳng lặng, chí hướng không cao, mục tiêu của họ chỉ có một công việc ổn định, do vậy nên công danh không cao, có chăng thì chỉ ở mức trung bình mà thôi. Sự nghiệp, cả cuộc đời cố gắng nhưng gặp phải những rào cản khiến họ phải lo nghĩ nhiều, hao tổn về tâm trí. Bước sang tuổi 30 thì mới có được bước khởi sắc, vận may cải thiện, tài lộc tới cửa. Tuổi hợp làm ăn. Nếu nữ tuổi Nhâm Tý có ý định kinh doanh hay đầu tư hay làm bất cứ việc gì liên quan tới tiền bạc thì những đối tác sau đây sẽ là một lựa chọn vô cùng hợp lý. Đó là Giáp Dần, Bính Thìn, Canh Thân. Hợp tác với những người này, Nhâm Tý sẽ không phải lo lắng quá nhiều bởi vì tất cả họ đều là những người rất chu toàn và cẩn thận. Lựa chọn vợ chồng. Nên duyên với các con giáp tuổi Giáp Dần, Bính Thìn, Canh Thân, Canh Tuất thì Nhâm Tý sẽ có một cuộc sống giàu sang tốt đẹp và có nhiều may mắn. Nếu kết hôn với hai con giáp Giáp Dần, Bính Thìn thì người chồng sẽ đem đến vận may tài lộc cho người vợ. Cuộc sống, công việc của bạn sẽ có những bước tiến phát triển tốt đẹp, có vận may về tài chính. Nếu kết hôn với Canh Thân hay Canh Tuất thì sẽ không phải lo lắng vấn đề cơm áo gạo tiền, cuộc sống luôn vui vẻ, hạnh phúc, an nhàn. Nên duyên với các tuổi Quý Sửu, Đinh Tỵ, Kỷ Mùi, Tân Hợi thì bạn cũng chỉ có được một cuộc sống đủ chi tiêu, gia đình khá hòa thuận và không có nhiều rắc rối nảy sinh. Nữ tuổi Nhâm Tý không nên kết hôn với tuổi Tân Dậu, Kỷ Dậu. Nếu kết hôn với những một trong hai con giáp này thì cuộc sống có thể sẽ gặp nhiều điều không may mắn. Cần tránh kết hôn ở các độ tuổi 20, 22, 26, 32, 34, 38 và 44 tuổi do không hợp với bản mệnh. Tuổi Đại Kỵ, nếu có ý định hợp tác kinh doanh hay nên duyên vợ chồng thì nữ Nhâm Tý cần phải tránh những tuổi sau đây. Đó là Nhâm Tý, Ất Mão, Mậu Ngọ, Giáp Tý, Đinh Mão, Canh Ngọ, Bính Ngọ. Nếu hợp tác hay kết hôn sẽ không đem lại kết quả như mong muốn. Năm khó khăn nhất trong cuộc đời Nhâm Tý sẽ phải gặp hạn vào những năm 34, 38 và 45 tuổi. Do vậy mà khi ở những độ tuổi này, nữ Nhâm Tý không nên làm bất cứ những chuyện trọng đại nào. Nên hạn chế tránh đầu tư, kinh doanh kẻo thua lỗ, không nên kết hôn bởi tình cảm sẽ gặp nhiều trở ngại. Trong năm nay, quý gia chủ gặp phải hạn tam tai, một trong những hạn lớn nhất của đời người. Đây chính là kiếp nạn 3 năm liên tiếp. Tam là 3, tai là tai họa và cứ sau 12 năm thì mỗi tuổi sẽ gặp nạn tam tai một lần và nó cứ tiếp diễn như vậy suốt cuộc đời, bạn sẽ phải đối mặt với rất nhiều xui xẻo, khó khăn bộn bề. Tâm trí bất an, tính tình nóng nảy thất thường, tiền bạc hao tổn, dễ bị mất trộm. Trong nhà, anh em thân tộc họ hàng có chuyện buồn, tang thương, đi lại dễ gặp khó khăn, tai nạn và bất trắc, dễ bị thương tích, ốm đau, bệnh tật, dễ gặp tai tiếng thị phi, dễ dính vào kiện tụng, pháp luật. Để bản mệnh có thể vượt qua năm đầu tam tai bình yên, quý gia chủ Nhâm Tý nữ mạng sinh năm 1972 nên giữ tâm thái bình tĩnh, tránh khinh suất trong xử lý mọi việc. Bên cạnh đó có thể mang theo bên mình vòng tam hợp quý thần để trợ mệnh, chiêu đón tài lộc, may mắn và bình an. Trong phong thủy, tam hợp quý nhân chính là yếu tố quan trọng trong 12 con giáp. Năng lực của tam hợp khí được xếp vào hàng đầu trong các ngũ hành hóa khí, đả thông năng lượng ngưng tụ thiên địa nhân, giúp khí hóa sát cải vận. Ở đây nữ mạng Nhâm Tý sinh năm 1972 sử dụng vòng tam hợp Thân Tý Thìn là quý thần phù trợ cho tuổi của bản mệnh. Vòng được thiết kế từ gỗ huyết long hay gỗ huyết rồng, là vua của các loại gỗ, có khả năng thấu quang và có mùi thơm đặc trưng, không bị phai mùi theo thời gian. Bên cạnh đó vòng còn được kết hợp với 3 viên đá mã não màu đỏ, ở trên có các hình tượng linh vật quý nhân tam hợp Thân Tý Thìn. Hình tượng này có ý nghĩa chiêu mời quý thần tương trợ, thâu thu tài lộc, đặc biệt có tác dụng cực mạnh trong việc giải trừ năm hạn, thái tuế, tam tai. Hơn nữa, để phát huy công năng tối đa tốt nhất, vòng tam hợp trước khi đến tay của gia chủ đều được bao sái, tẩy uế, khai quang, nạp chú chỉ lực, xem ngày giờ đẹp sử dụng cho từng tuổi riêng biệt. Các công việc này đều được tiến hành bởi các bậc thầy phong thủy nổi tiếng và có sự kiểm nghiệm cẩn thận. Vậy nên có thể nói, đây chính là vật phẩm cá nhân giúp hộ thân trợ mệnh, mang lại sự bình an, may mắn, cực kỳ hiệu nghiệm cho thân chủ. Ngày giờ xuất hành tốt nhất, lựa chọn ngày giờ phù hợp để xuất hành sẽ giúp ích được rất nhiều đối với việc làm ăn, công việc làm ăn thêm thuận lợi, gặt hái được nhiều thành công. Nữ Nhâm Tý thích hợp xuất hành vào các ngày lẻ, tháng lẻ và giờ lẻ. Diễn biến từng năm. Từ năm 20 tuổi đến năm 25 tuổi, thời gian này bạn dành nhiều thời gian vào việc phát triển sự nghiệp bản thân nhưng lại không gặp nhiều may mắn, nhiều điều cản trở khiến bạn nản lòng. Trong những năm này, tình cảm có bước phát triển nở rộ, tuy nhiên đừng quá sa đà vào yêu đương mà quên đi những chuyện trọng đại. Từ năm 26 tuổi đến năm 30 tuổi, vào những năm này, cố gắng hơn khoảng thời gian trước đây trong sự nghiệp của bạn. Nhiều cơ hội trong công việc xuất hiện đòi hỏi bạn phải tỉnh táo để nắm bắt. Trong khoảng thời gian này cũng nên đặc biệt chú ý hơn tới vấn đề sức khỏe và đi lại. Từ năm 31 tuổi đến năm 35 tuổi, đây là khoảng thời gian mà sự nghiệp phát triển mạnh mẽ nhất, có vận may về tài chính, thích hợp để thực hiện các mục tiêu ý tưởng kinh doanh hay các dự án lớn. Mặt khác, cần phải chú ý hơn tới các mối quan hệ xung quanh, đề phòng có kẻ tiểu nhân hãm hại. Từ năm 36 tuổi đến năm 40 tuổi, những năm này chịu vận hạn, Nhâm Tý nên hạn chế làm các cuộc giao thương hay giao dịch, chú ý hơn tới sức khỏe của bản thân, dành thời gian chăm sóc gia đình và con cái. Khi ra ngoài, nên chú ý tránh xa những chuyện thị phi, kẻo mang rắc rối vào người. Từ năm 41 tuổi đến năm 45 tuổi, những năm này vận may lại gõ cửa, nếu tập trung vào sự nghiệp sẽ gặt hái được những thành công rực rỡ ngoài mong đợi. Cuộc sống gia đình trong những năm này có nhiều niềm vui, con cái có nhiều thành tích tốt đẹp. Từ năm 46 tuổi đến năm 50 tuổi, Trong sự nghiệp năm này, tình cảm gia đình đang có dấu hiệu đi xuống. Do vậy, Nhâm Tý nên cố gắng làm tròn trách nhiệm của một người vợ, người mẹ, nên dành nhiều thời gian hơn quan tâm chăm sóc, hàn gắn tình cảm gia đình. Từ năm 51 tuổi đến năm 55 tuổi, trong những năm này bắt đầu xuất hiện các chứng bệnh tuổi già. Do vậy mà nữ Nhâm Tý nên chú ý hơn tới các vấn đề tình cảm, cũng như là chăm sóc bản thân, để cho đầu óc được nghỉ ngơi, thư giãn, không nên suy nghĩ quá nhiều. Từ năm 56 tuổi đến năm 60 tuổi, những năm này có vận may về tài lộc. Trong cuộc sống gia đình có nhiều niềm vui, con cái thành đạt, đường công danh rộng mở. Vào năm 59 tuổi và 60 tuổi, sức khỏe có dấu hiệu suy giảm. Quý vị gia chủ có thể mắc một số bệnh về xương cốt, do vậy cần phải chú ý nhiều hơn trong vấn đề điều dưỡng và chăm sóc bản thân. Thưa quý vị, mệnh trời còn gọi là số mệnh, từ 50 tuổi trở đi biết mệnh trời. Bản mệnh đã tới giai đoạn chín muồi trong cuộc đời, lúc này có rất nhiều việc trong đời dường như đã thành hình ảnh. Hy vọng rằng những chia sẻ tử vi trên đây sẽ giúp cho bản mệnh có thêm góc nhìn và sự chiêm nghiệm về cuộc sống của đời mình, sống một đời an nhiên và hạnh phúc.